Chào các bạn, mình chia sẻ các bạn một cái bệnh khá là lạ trên bên PC. Đây là lúc mình đang test này. Đó. Cái bệnh thì khách hàng mô tả như sau, có nghĩa là đang chạy thì mới vào màn hình win thì lỗi win và reset lại, rất bị rất nhiều lần như vậy. Thì như thế thì chúng ta sẽ thường thử một ổ cứng khác, hoặc là đang chạy thì sập. Cái vấn đề đang chạy thì sập thì người ta sẽ bận tâm nhiều đến cái thứ là cạc Vega hoặc nguồn. Còn đang chạy mà bị đâm mà bị lỗi win ấy thì người ta sẽ để ý đến ổ cứng nhiều. Nhưng ở đây thì nó lại là do một nguyên nhân khác. Vì vậy mình quay video mình chia sẻ cho các bạn. Và cái này thì các bạn có thể tự sửa ở nhà. Lỗi là do RAM nha các bạn nhé. Tất nhiên là Tùng đã test nguồn rời của Tùng rồi và đưa Vega sang một bên khác và cũng đang chạy trên ổ cứng của mình. Nếu mà để tất cả đồ khách ở đây mà chỉ ổ cứng của mình thì nó vẫn bị cái bệnh giống hệt như vậy. Và ở đây nó có hai thanh RAM thì mình rút ra mình loại trừ, có nghĩa là chạy từng thanh một. Thì mình thấy là nếu cứ để thanh RAM này vào thì là cứ lên đến cái màn hình win thì nó bị reset lại, hoặc là bị cái tình trạng lỗi win, JPEG win ý, hoặc là đang để chạy YouTube thì nó sập và nó tắt máy đi. Thì đây là một cái bệnh cũng khá là ít gặp. Vì vậy là nếu mà các bạn bị những cái bệnh như vậy mà main các bạn có hai thanh RAM này thì các bạn rút thử một thanh, các bạn chạy thử một thanh nhé. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến một cái bệnh. Vì vậy là khi sửa chữa thì chúng ta sẽ phải tốn khá nhiều thời gian để chúng ta test. Và mình cũng đã cho một thanh RAM khác nhà mình vào đây để tránh cái trường hợp là Cebu bị cái bệnh lỗi RAM. Vì vậy là đã kết luận là do RAM. Còn khi các bạn gặp những bệnh như này thì nếu có hai thanh RAM thì các bạn thử một cách, đó là chạy đơn lẻ một thanh thì là một cách đơn giản nhất. Nếu mà hết bệnh thì chúng ta đi mua RAM nhé. Cảm ơn các bạn.